Các bạn thân mến, nếu âm nhạc là một phần không thể tách biệt khỏi cuộc sống, thì piano là một trong những nhạc cụ tạo nên linh hồn cho âm nhạc. Điều gì đã khiến các bạn trẻ yêu thích và dành niềm đam mê với những phím đàn dương cầm? Hãy cùng Bảo Linh tìm hiểu. Một ngày mình tập khoảng 2-3 tiếng để chơi piano và mình thấy cực kỳ thoải mái. Có vài cái cảm xúc mình không thể nào thể hiện ra bên ngoài bằng lời nói hay là mấy cái phương tiện khác. Piano là một cách rất là tốt để mình có thể giải tỏa cũng như là thể hiện cái cảm xúc của mình. Chặng đường của mình với piano á, nó như là cuộc trò chuyện với hai người bạn vậy đó. Ngay từ khi 3 tuổi thì mình đã biết đến những tác phẩm rất là bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, của nhạc sĩ Nguyễn Duy hay là của nhạc sĩ Vũ Thanh An trên chương trình phát sóng văn nghệ Thị Nga Paris By Night. Và từ đó niềm đam mê trong mình bắt đầu trỗi dậy và mình bắt đầu học piano từ những thứ cơ bản nhất là nhạc nhẹ. Đến khoảng năm mình 8 tuổi thì mình vô tình nghe được những giai điệu rất là du dương và trong bổng của tác phẩm Sonata Ánh Trăng của nhạc sĩ Beethoven, thì bỗng nhiên trong mình lại dâng trào lên những cái niềm đam mê với piano cổ điển. Mình đã theo nó được 6 năm nay rồi. Cái nguồn động lực lớn nhất của mình là đến từ ba mẹ và thầy cô và từ một bộ phim. Bộ phim đó tên tiếng Anh là Your Life in April. Cậu học sinh được mệnh danh là thiên tài piano trải qua một cái biến cố là mẹ cậu ấy mất. Cậu ấy không thể nghe thấy tiếng đàn piano nữa. Nhưng mà có thêm một nhân vật nữa là mình gọi là nữ chính ha, thì là cô ấy đã truyền động lực cho cậu ấy và cùng nhau đứng trên sân khấu và biểu diễn. Thì lúc đó mình cảm thấy là đứng trên sân khấu rất là thú vị. Thanh âm trầm bổng du dương của tiếng đàn piano vang lên luôn khiến người nghe cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng, đặc biệt là tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn của những người yêu nhạc. Và bây giờ, mời khán giả của Nhịp Sống Trẻ chúng ta cùng thưởng thức những phần trình bày tài năng của các bạn trẻ đến từ cuộc thi Piano Việt Nam Got Talent. Những âm thanh trầm bổng, những bản nhạc du dương tha thiết và cả những cảm xúc đặc biệt của những ngọn đàn điêu luyện. Tiếng dương cầm luôn cuốn hút và đánh thức những tâm hồn yêu âm nhạc. Cuộc thi Việt Nam Piano Got Talent diễn ra lần đầu tiên do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức. Không chỉ gói gọn trong khu vực địa phương mà còn lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của nhiều thí sinh chuyên lẫn không chuyên đến từ nhiều nơi trên cả nước. Không chỉ là cơ hội để thể hiện bản thân, đây còn là dịp để kết nối những trái tim yêu âm nhạc. Cảm xúc của mình rất là vui và hạnh phúc khi được đứng trên một sân khấu lớn trình diễn như vậy. Đây là một cái ước mơ mà mình đã ấp ủ rất là lâu rồi. Mình đã được cháy hết mình trên sân khấu và thỏa mãn niềm đam mê của mình. Thỏa sức bay bổng với những giai điệu yêu thích. Đặc biệt họ còn được thể hiện tác phẩm do chính mình sáng tác. Những giai điệu, những bản nhạc đặc sắc như gói tròn cả tình yêu, niềm đam mê và cả những dấu ấn riêng của mỗi tâm hồn. Khi mình lên sân khấu thì cảm giác rất là hồi hộp. Nhưng mà khi mà đặt tay lên phím đàn thì những cái cảm giác hồi hộp nó bay đi mất. Và mình thích chơi những cái âm nhạc cổ điển là bởi vì nó mang cho mình một cảm giác hoài niệm. Điều kỳ diệu từ những phím đàn piano chính là yếu tố âm vực rộng và thanh thoát của tiếng đàn. Từ âm thanh du dương như dòng suối, dâng trào dữ dội như bão tố,
hay trong trèo như ảnh trăng khuya. Tất cả đều được các bạn trẻ thể hiện tinh tế, khơi gợi nhiều cảm xúc cho người thưởng thức. Đang là trắng và đen nhưng nó có thể tạo nên những giai điệu rất là du dương và rung động lòng người. Việc được tranh tài cùng các bạn thí sinh khắp mọi miền tổ quốc là một cơ hội rất lớn để mình có thể phát triển bản thân và trau dồi kinh nghiệm, biết năng lực của mình ngang đâu và cần khắc phục những điểm nào để ngày càng phát triển bản thân hơn. Bằng ngôn ngữ của âm nhạc, đa dạng phong cách trình diễn, mỗi tiết mục trong đêm thi như mang đến những lời thủ thỉ tâm sự nhiều cảm xúc cho khán giả. Đó cũng là điểm hẹn gặp gỡ và chắp cánh ước mơ cho những tài năng âm nhạc. Piano thực sự khiến con người xích lại gần nhau, làm phong phú và mang đến những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc.